Hello mọi người, hiện tại thì Lu mới vừa đi tập thể dục xong. Giờ đang đi bộ ở công viên 23 chính. Mấy bạn thấy mặt mình kiểu bơ phờ luôn nè. Một cái rất là ác ôn đó là bây giờ anh quay phim rủ Lu đi ăn món ngọt mà ở trong bùi viện. Kiểu như là bình thường mình cũng chả ăn ngọt nữa, xong rồi mới đi tập thể dục xong mà ăn cái gì vậy? Nghe nói là ở đây có đậu hũ chân châu gì? Gì? Đậu hũ chân châu. Trời ơi, cái ly chân châu còn full chân châu nè. Bò đất bò em ơi. Giờ đi ăn thêm đậu hũ chân châu nữa. Thôi vô ngồi ngó thôi nha, không ăn đâu. Giảm cân. Để xem em có ngó được không? Giảm cân. Bây giờ mình sẽ đi qua đường. Mình sẽ đi qua đường Đỗ Quang Đậu. Ở đây là Phạm Ngũ Lão nè mấy bạn. Đây. Mình sẽ đi qua bên cái chỗ đó đó. Qua thôi. Hôm nay Lu cầm điện thoại quay cho nên là mặt Lu có phần bư ra. Nọng. Yes. Nọng. Đây nè mấy bạn có thấy không? Mình sẽ đi vô cái phố Đỗ Quang Đậu. À đường Hà Nội hay gọi là phố nên hơi bị quen. Đó, mình sẽ đi qua bên đó. Ok, let's go. Ok, vừa qua đường xong. Giờ mình sẽ đi tiếp. Tay mình có hơi ngắn ngủn tí xíu cho nên là đôi khi mình sẽ bị mất đầu như mấy bạn, thông cảm. Mấy bạn có hay ra bùi viện chơi không? Ở đây rất là vui. Lần đầu tiên, à không phải lần đầu tiên mà là đã rất lâu rồi không đi bùi viện vào giờ này. Để xem có gì vui nè. Đây là đường Đỗ Quang Đậu. Chỗ này thì hình như là mình sẽ đi đến khi mấy bạn không đi được nữa thì cái quán tàu hũ nó nằm ở đó. À gánh tàu hũ chứ không phải quán. Thấy ghê chưa? Cái chỗ này á là bán được 30 năm. Hai mẹ con mới được 30 năm. Và cái chỗ mà bình thường trước đó hình như là cô đã bán gánh. Xong rồi cổ ngồi ở đây là được 10 năm thì phải. Chỗ anh thấy em ghê chưa? Em chưa ăn tàu hũ mà em biết. Ok, giờ Lu sẽ đi qua bên đường để coi cô bán tàu hũ. Đi, let's go. Wow, xe nhiều quá mấy bạn. Đây, Lu sẽ quay cho mấy bạn coi gánh tàu hũ siêu hấp dẫn của cô nè. Ôi, siêu nhiều luôn á. Trời ơi, bình thường không có ăn ngọt nữa. Anh quay phim, ăn đi anh quay phim. Đây là cô chủ. Đúng không ta? Cô là cô chủ đúng không? Hay là cô là bạn cô chủ? Cô là bạn cô chủ hả? À đây là cô bạn cô chủ. Bình thường ở đây mình sẽ bán từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Bắt đầu 4 giờ, 5 giờ là bán đến. Là mấy giờ? Mấy giờ thì mình sẽ hết. Vô chừng. Tức là bữa nào mà đắt thì mình dọn về. Có nghe đồn là ở đây mình bán rất là lâu năm rồi đúng không cô? Đúng rồi, mấy năm rồi đó con. Dạ, một chén như vậy là bao nhiêu tiền một chén? 7 ngàn. 7 ngàn một chén. Cái ly này thì 8 ngàn. Còn ly lớn thì 10 ngàn. Nếu vậy thì bây giờ là ăn mấy chén giờ mọi người? Ăn mấy chén ta? Anh quay phim ơi, ăn mấy chén. Thôi, trước mắt là anh một chén, em một chén nha. Ok, bây giờ trước mắt là mình sẽ gọi hai chén trước để kiểm chứng coi nào ngon đến cỡ nào nè. Trời ơi, giữa cái Sài Gòn này mà bán có 7 ngàn một chén thôi hả cô? Xuất sắc quá. Rất là thơm. Mùi cốc dừa. Đây là chén đậu hũ của anh về phim. Trời ạ, hồi nãy đã bảo không ăn rồi nhưng cuối cùng lại ly cho mình một chén như thế này. Thôi bây giờ anh ăn trước đi. Ok, để anh thử ha. Đây, sẽ trộn lên. Ôi chân trời, cái tàu hũ này nó đặc hơn là mọi chỗ hay bán á. Kiểu thơm gần lắm mấy bạn. Với lại cái chân châu này đúng là kiểu không có giống như mấy cái chân châu mà mình hay uống trà sữa. Đây nè. Đó. Xuất sắc. Có gần nữa ăn ấm bụng.
Ngon lắm. Thì em thử ăn 10 chén này xem sao. Giờ anh giúp em một chén nè, bây giờ là em còn 9 chén. Trời má ơi, ăn 10 chén là hủ. Dạ. Ủa nhưng mà em ăn 10 chén á là em sẽ mập lên rồi. Nói chung là không có một cái lợi gì cho em luôn á. Anh nghe nói là em cứ đi tập thể dục mà. Nhưng mà em đang cố hết sức giảm cân mà. Cái này ăn nhẹ lắm không sao đâu. Cái vấn đề á là em ăn 10 chén đó em không được một cái gì luôn á. Mà em nặng thêm nữa, xong rồi xấu thêm nữa. Đã không được đẹp rồi anh. Anh thì ăn đồ hủ á, người ta nói là đẹp da nè. Nên nghĩ là không có mập ở đâu. Giờ anh phải, thôi giờ mình chơi trao đổi đi. Giờ anh nghĩ ơi, anh có cái gì đó để trao đổi với em không? Em sẽ ăn 10 chén, nhưng mà phải có một điều kiện gì đó chứ. Tự nhiên kêu em ăn 10 chén không, sao mà ăn? Bây giờ nếu mà em ăn hết 10 chén á, anh sẽ cho em 500 ngàn. 500 ngàn tiền mặt. Đúng rồi, đúng không? Tiền mặt. Nó quéo liền, nó quéo. Đây nha, 500 ngàn. Chơi. Wow, thiệt luôn á. Bình thường á là không bao giờ mà ăn ngọt luôn á, xong cái bây giờ ăn quá trời luôn, thật sự không. Em vừa ăn mà em vừa có tiền mà em ăn quậy vậy ta. Em cảm giác như là em cầm tiền đó xong em đi tập thể dục nó cũng đâu vô đó à. Nhưng mà khác chứ. Thôi lỡ chơi rồi chơi cho tới thôi chứ sao. Thôi vậy ăn thử coi ha. Ok. Ăn thiệt chứ phân tử. Ăn thiệt. Mọi người đã ăn tàu hủ ở đây chưa? Tàu hủ ở đây á, kiểu rất là béo luôn á. Thơm. Có gừng ăn chung nữa cho nên là rất là ấm bụng. Mà một cái rất là hay là cái đường phèn ở đây á, nó không có bị ngọt gắt lên. Lu là một người không ăn ngọt được cho nên là cái này chịu nè. Phải tranh thủ ăn. Nãy giờ bị cô lấy chén quá nhiều rồi. Mình phải ăn nhanh thôi. Đằng sau mấy bạn thấy không? Rất là đông luôn á. Ok, giờ bỏ này xuống trước đã. À, 9 chén rồi mấy bạn. Lưu chỉ còn có một chén nữa là Lưu xong thử thách rồi. Ở đây á thì không khí rất là vui luôn. Kiểu rất là gần gũi luôn á. Quận nhất nhưng mà rất là gần gũi với mọi người. Trời thích quá à, ngồi bán hàng tay cô rất là lẹ luôn á, làm liên tục luôn. Và đa phần á là khách nước ngoài đến đây ăn rất là nhiều. Và họ giống như là cái món này là cái món mà nó cũng đâu phải gọi là đại trà đâu ta. Nhưng mà sao mà em thấy nhiều người chụp hình á. Đấy là khách du lịch đến đây chụp hình rất là nhiều. Chắc là do đặc trưng là cái gánh á mấy bạn nè. Cái gánh nãy giờ là luôn để khá là lâu á, chắc cỡ 10 phút. Nhưng mà cái lớp nước dừa này nè nó không có bị động xuống ở bên dưới, nó vẫn rất là đặc ở trên, rất là thích. Vô. Nhiều quá không được, mình phải bỏ xuống. Đây là chiến tích của Lưu. Yeah. Tiền thưởng. Okay, rồi, bây giờ em nhắm mắt lại đi. Sao suốt ngày thích chơi trò nhắm mắt dễ sợ. Ok. Rồi giờ mở mắt ra. Trời. Mất dạy. Mất chấp nhiệt. Đúng không? Giờ nói là 500 ngàn đi. Trời ơi. Trời ơi, 10 chiếc tàu hủ của tôi ai đền? Anh à, 500 ngàn này đâu có làm được cái gì đâu.
sáng đi anh đưa em chị. Thôi nghỉ khỏe, khỏi đi anh. Em sẽ không để bị dụ lần thứ hai nữa. Thôi mình sẽ ốp clip tại đây nha mấy bạn, để mình xử anh quay phim đã. Rất cảm ơn mấy bạn đã xem clip của mình. Hôm nay là một cái ngày trải nghiệm rất là vui luôn á. Trời sao mấy bạn mà thấy lưu đi mình là biết số phận anh lưu đi ra sao rồi. Trời không tin được luôn á, 500.000. Sao anh có thể nghĩ ra vậy? Trời em mà biết là em đã không bị dụ rồi, trời tức quá à. 500.000 lận. Ok, mình đã chứng tỉnh lại sau cú lừa ngoạn mục của anh quay phim. Chơi mất nết thật sự luôn á, không tin được là anh có thể nghĩ ra cái trò này luôn á. Thôi giờ mình sẽ up clip tại đây. Nếu như thấy clip hay nhớ like, share và nhấn subscribe cho Thánh Ăn TV nha. Còn bây giờ thì biết vậy hồi nãy đi tập thể dục xong đi về rồi. Bây giờ mình sẽ quay trở lại phòng tập thể dục đi mấy bạn. Bye bye. Đi đây, bye bye. Chả nè. Đi về.